Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng sang quý bạn nhé, đến từ nước Đức. Đó chính là chiếc xe BMW 325i. Chiếc xe được sản xuất năm 2005, đăng ký biển Hà Nội và một chủ từ đầu từ năm 2005 quý vị bạn nhé. Vẫn là biển 29X và 4 số. Chiếc xe này mới lăn bánh được 23 vạn km và cái đồng hồ này thì chúng tôi cũng không tua quý bạn nhé. Một chủ từ đầu chúng tôi mua về cái là chúng tôi để nguyên. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được, và đặc biệt là chiếc xe này là chủ xe cũng vừa mới bảo dưỡng hôm trong Tết. Hôm trong Tết là chủ xe bảo dưỡng lên để đi đăng kiểm đấy. Và cho nên là tất cả những cái đồ mà chủ xe đã thay thế và bảo dưỡng toàn bộ cho chiếc xe này lên đến 70 triệu các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì có thể yên tâm tuyệt đối ạ. Đấy, về không phải sửa chữa, không phải bảo dưỡng cái gì nữa, chỉ việc có đổ xăng vào và chạy thôi các bạn ạ. Đấy, vì vừa rồi thì quý bạn cũng đã biết đấy ạ, cái việc đăng kiểm rất là khó khăn, cho nên là trước Tết thì chiếc xe này là chủ xe phải bảo dưỡng để đi đăng kiểm, cho nên là cũng vừa mới đăng kiểm xong quý bạn nhé. Cho nên quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối, toàn bộ từ lốp thay cả một cái dàn lốp Michelin Brema C4 rất là xịn này, và kể cả thước lái này, rồi thì rất nhiều thứ mà chủ xe đã thay bảo dưỡng cho chiếc xe này rồi, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Và chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi mua về thì chúng tôi mua về được mấy hôm nay rồi, như quý bạn cũng đã biết đấy, thời tiết rất là nồm ẩm, mưa phùn, cho nên là nó rất là ẩm ướt, cho nên chúng tôi không đem dọn chiếc xe này đâu. Dọn vào là để nó sẽ hôi cái nội thất các bạn nhé. Cho nên là mua về là tôi chia sẻ thật là tôi vừa mới lau qua đi để tôi quay cho quý bạn xem thôi, chứ còn chưa rửa cơ. Đấy, nội thất cũng còn nguyên bản, chủ xe đang đi như nào là tôi quay nguyên như thế vậy quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 225 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe BMW 325i 2005 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe BMW 325i 2005 tên tứ nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe BMW 325i 2005 này quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Tôi cũng xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn là chiếc xe này là chúng tôi mua về được mấy hôm rồi, nhưng mấy hôm thì thời tiết toàn mưa phùn ẩm ướt, cho nên là chúng tôi cũng không có dọn rửa gì đâu, để nguyên. Chứ bây giờ dọn rửa, nếu như mà dọn xong cái phần nội thất mà dọn nó sẽ ẩm và nó sẽ hôi, rất là hôi các bạn ạ. Cho nên là chúng tôi không dọn rửa gì các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi sẽ chờ mãi mà nó không tạnh mưa để đem ra quay, cho nên vừa rồi tôi mới lau qua một chút bên ngoài để tôi quay, tôi chụp cho quý vị và các bạn xem thôi ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chủ từ đầu, cho nên là chiếc xe này được chủ xe rất là giữ gìn, cho nên là rất đẹp đây các bạn ạ. Nhìn về cái phần nền này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Từ cái nền bên phụ này đến nền bên lái này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì, cho nên là còn rất đẹp, rất là mới này. Tất cả rất mới luôn, từ những cái mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này, logo đều rất mới, rất đẹp quý bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon quý bạn này. Cái cặp đèn này thì là nó từ năm 2005 đến bây giờ là nó còn nguyên bản, cho nên nó hơi bị tối một chút quý bạn ạ. Đấy là do 5 tháng sử dụng. Nếu như bây giờ mà đem cái đèn này đi đánh bóng đi thì nó sẽ sáng hơn quý bạn nhé. Nhưng chúng tôi chưa có làm gì đâu ạ, để nguyên đấy ạ. Đấy, mua như nào là tôi để nguyên như vậy đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị đèn xi nhan trên tai, gương chiếu hậu gập điện quý vị các bạn nhé. Đấy. Và đặc biệt là một cái dàn lốp Brema C đây, Michelin Brema C4 này.
Bremacy 4 là Michelin xịn rồi các bạn ạ. Chủ xe vừa mới thay hôm trước Tết để đăng kiểm chiếc xe này ạ. Chủ xe sợ đăng kiểm khó khăn cho nên là phải bảo dưỡng và thay cả một cái dàn lốp này. Đấy, dàn lốp 2022 các bạn nhé. Michelin rất xịn đấy ạ. Cả một dàn luôn, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này. Đấy, cả dàn lốp đều 2022 và còn rất mới nhá. Chiếc xe này thì chúng tôi thường là chúng tôi mua những chiếc xe này về ấy, là đều phải dọn dẹp, thay thế, bảo dưỡng. Nhưng chiếc xe này thì đã được chủ xe làm sẵn rồi. Đấy, Michelin này, chủ xe đã làm sẵn lên một chiếc xe này để đi trước Tết. Cũng tại vì đăng kiểm nó khó quá cho nên là chủ xe bắt buộc phải bảo dưỡng thì mới đăng kiểm được. Đấy, bảo dưỡng và thay thế những cái gì cần thiết thì mới đăng kiểm được. Đấy, đấy, 2022 cả dàn lốp nhá. Cho nhiều quý vị và các bạn thắc mắc là tại sao chủ xe này lại bảo dưỡng, lại thay hết đồ một loạt rồi mới bán, là trước Tết là chủ xe chưa có định bán. Đấy, chưa có định bán cho nên là phải đăng kiểm để đi. Mà đăng kiểm vừa rồi làm việc rất là chặt cho nên là chủ xe mới phải bảo dưỡng và thay thế các bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị sẵn camera lùi rất là xịn, rất là nét các bạn nhé. Camera lùi này rất xịn này, rất nét này, cảm biến lùi này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Nhìn về cái bên ngoài thì đều rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đầu tiên thì ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này cho quý bạn cùng xem này. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản nhé, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đây, những cái này là keo chỉ nguyên bản của xe. Đấy, nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đâu quý bạn nhé, cho nên là nó hơi bẩn một chút này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe này, còn nguyên bản và còn rất đẹp đây các bạn này. Tôi quay chi tiết một chiếc xe chưa dọn đâu nhé. Đấy, nó hơi bẩn một chút đây này, bẩn nguyên, chưa có dọn tí nào quý bạn nhé. Mua về chúng tôi còn chưa rửa gì đâu. Đấy, và ghế thì vẫn còn nguyên bản đây các bạn này. 2005 mà ghế còn nguyên bản, còn đẹp như này này, xước sát rất là ít thôi quý bạn nhé. Đấy, và ghế thì đã còn nhớ ghế 3 vị trí này. Đấy, ghế điện nhớ ghế 3 vị trí nhé. Option của một chiếc xe 2005 mà đã nhiều như thế này rồi đấy quý bạn này. Đấy, option rất nhiều và rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, một chiếc xe sang từ Đức. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn các bạn nhé. Chúng tôi không phải giới thiệu nhiều với quý bạn đâu. Keo chỉ chỗ nào cũng như nhau ạ. Còn nguyên hết này, không có mất một phân keo chỉ nào. Đấy, và táp bi này, ghế da đằng sau này cũng còn rất mới. Và xin thưa với quý vị và các bạn, bộ ghế da này là còn nguyên bản đấy nhé các bạn nhé. Nếu như mà thay rồi làm lại rồi thì không nói chuyện. Đấy, đấy, nó còn nguyên bản mà nó còn đẹp như này đây. Đằng sau thì còn có cả rèm này các bạn này. Cái rèm này là cái rèm điện các bạn nhé. Bấm nút ở trên là nó hạ xuống. Đấy, tí nữa tôi sẽ hạ xuống sau. Đèn này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe này. Đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, nó còn có cả hai ổ điện ở đây các bạn nhé. Đây, hai ổ điện này. Đấy, ổ điện này rất là tiện lợi này. Bật tì tay này, đều rất mới, rất đẹp này. Đấy, vô lăng, cần số các thứ này, táp lô các bạn xem này, táp lô còn đẹp mới như này cơ mà. Tôi sẽ nổ máy cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, đã nổ máy rồi các bạn ạ. Những chiếc xe BMW nổ máy cũng còn rất là êm các bạn nhá. Đấy, tôi đã nổ máy rồi đây các bạn nhá. Và đồng hồ công tơ mét đây. Thưa với quý vị các bạn, chiếc xe lăn bánh được 23 vạn km và một chủ từ đầu. Chiếc xe này để chúng tôi không tua các bạn nhá. Chúng tôi cam kết là không tua, chúng tôi mua như nào là để nguyên như vậy đấy ạ. Và chủ xe vừa mới bảo dưỡng lại toàn bộ đấy, cho nên là cái phiếu nhắc bảo dưỡng còn mấy nghìn nữa mới phải thay các bạn ạ. Mới phải thay dầu thôi. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được trang bị đầu DVD và có sẵn camera hành trình này, là chủ xe lắp thêm camera hành trình này nha. Camera hành trình nó tích hợp sẵn với cái đầu màn hình này rồi. Đấy, này, màn hình rất là thông minh và có cả camera hành trình, camera lùi, camera thì rất là xịn quý bạn nhé. Đấy, khi nào đi là có camera nó hiển thị ở trên đây luôn này. Đấy, đây là cái màn hình quý bạn nhé. Đầu DVD, tôi cho nó nhỏ đi nhé. Đấy, đầu DVD có sẵn rồi. Điều hòa auto các bạn nhé. Với những chiếc xe Đức thì option bao giờ cũng rất là nhiều các bạn ạ. Quý vị cảm thấy yên tâm về chiếc xe Đức. Giá thì của chiếc xe Kia Morning thôi, nhưng chúng ta lại được hưởng rất là nhiều các tiện ích và option của chiếc xe, cũng như là chế độ an toàn.
Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp của chiếc xe này nhé. Cốp thì bấm này, bấm điện này. Đấy. Cốp này còn bẩn nguyên đây, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn này. Chưa có dọn một tí nào này, keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý bạn nhé. Tất cả những cái ốc cốp sau này còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Đấy, và đằng sau đây thưa với quý vị các bạn, chủ xe thay dầu các thứ này vẫn còn nguyên này. Những cái này đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và đây dưới là lốp sơ cua đây thưa với quý vị và các bạn này. Dưới là lốp sơ cua này, kích này còn nguyên hết, chúng tôi chưa có dọn tí nào luôn quý bạn ạ. Đấy, chưa có dọn luôn tí nào này. Chưa dọn luôn tí nào quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này được kết hợp giữa cái vân gỗ này, da này, đấy, rất là đẹp này. Và keo chỉ này, đấy, keo chỉ còn rất đẹp, rất mới luôn quý vị và các bạn nhé. Nội thất ghế sau này thì quá là đẹp rồi quý bạn ạ. Không chê vào đâu được, từ 2005 mà đẹp như 2015 ấy. Đấy, ghế này rất mới, mà đây là chúng tôi còn chưa dọn đâu quý bạn nhé. Chưa có dọn tí nào mà nó đẹp như này rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ keo chỉ cũng còn nguyên này. Táp bi cánh cửa đây, quá là mới luôn các bạn nhé. Tất cả những các ốc bản lề này này là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Chưa có một cái vết tháo nào cả đâu. Đẹp từ táp lô, đấy, đây là táp bi cánh cửa này. Đẹp từ táp bi này cho đến táp lô này, còn nguyên bản hết này, chưa phải làm lại một cái gì cả này. Đấy, một chiếc xe từ nước Đức đấy ạ. Với những chiếc xe của Nhật chẳng hạn nhé, thì là cái táp lô này nó sẽ hỏng hết rồi các bạn ạ. Nó bóng và nó chảy ra như kiểu nhựa đường ấy. Nhưng mà chiếc xe này của nước Đức này rất là đẹp này, chưa có bị làm sao cả này. Toàn bộ nội thất này đều rất mới, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Và rất là sang, từ những cái ốp vân gỗ này. Đấy, được thiết kế kết hợp giữa vân gỗ này. Và những cái phần này thì là chắc là chủ xe dán thêm phần này, giả carbon này thôi ạ. Đấy là chủ xe dán thêm đấy. Đấy, những cái phần này là chủ xe thêm này. Đấy, nhưng cơ bản là rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ cũng còn nguyên bản và còn hoạt động rất là tốt quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe này rất là chăm xe các bạn nhé. Mặc dù chúng tôi mua về chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đây, mà quý bạn xem này, đều đẹp, đều sạch sẽ, đẹp đẽ như này rồi. Vì chủ xe cũng chia sẻ là hôm sát Tết lại chủ xe bảo dưỡng lại toàn bộ về những cái xe này để đi đăng kiểm, cho nên là chúng tôi mua về là chúng tôi kiểm tra rất là kỹ, hoạt động đang rất là tốt, không phải dọn dẹp, không phải bảo dưỡng, không phải làm gì nữa quý bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị bạn mua với chiếc xe này thì cũng có thể yên tâm, từ số khung, số máy này, các thứ này đều yên tâm tuyệt đối hết luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và đây là cái thiết kế này là ngày xưa hãng thiết kế chung thôi, có thể lắp AQ vào đây, nhưng bây giờ thiết kế AQ của chiếc xe. Đấy, và từ ốc cabo này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Cabo còn nguyên bản hết luôn đấy các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, tem này còn nguyên hết này. Đấy, còn nguyên và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp cho một chiếc xe BMW 325i 2005. Và chia sẻ với quý vị bạn là BMW cũng đã trang bị cho chiếc 325i này là một cái khối động cơ xăng 2.5 lít các bạn nhé. Động cơ 2.5 lít đi rất là khỏe các bạn ạ. Đi khỏe và bốc hơn cả những chiếc xe như Camry các bạn ạ. Đấy, những chiếc xe châu Âu thì bao giờ cái đi nó rất là bốc, rất là khỏe các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe BMW 325i 2005 biển Hà Nội này ạ. Lăn bánh 23 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước
và còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 225 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe BMW 325i 2005 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883.